Chào mọi người. Chào Phạm Tùng Lâm ạ. Em chào anh Châu. Hello anh Lâm. Ô, hôm nay thực sự là em rất là bận, nhưng mà cố gắng dành một chút thời gian để livestream với mọi người. Em chào chị Quỳnh Hương ạ, lâu lắm rồi không gặp chị. Em chào anh Trung. Anh sang Úc thế nào rồi? Chào My nhá. Hôm nay em vừa đi chụp lookbook về. Hi Bích, chào em. Em chào anh Linh ạ. Chào Trang, lâu lắm mới gặp Trang. Chào Quỳnh Anh. Trang ơi, dạo này cuộc sống em ổn không? Chào em yêu. Em chào chị Dung ạ. Hôm nay thì tại vì mọi người hỏi em quá là nhiều luôn. Mọi người hỏi em là kiểu tại vì ai cũng biết là tính em rất là lười, em chẳng bao giờ tập luyện cái gì cả, nhưng mà vẫn kiểu đảm bảo vóc dáng để có thể tiếp tục công việc chụp chụp hình thời trang ấy. Thế nên là hôm nay em sẽ livestream để chia sẻ với mọi người một bí kíp nhỏ nhỏ của em để giữ cho cơ thể của chúng ta luôn chuẩn nhất và không bị thừa mỡ. Em chào anh Hiếu. Chào Phương. Ui, người mẫu mà ăn ngày 3 bữa hả em Trang? Em chào anh Vân ạ, chào anh Trung. Em chào chị Hà. Cảm ơn em nha. Thì thực sự thì là cái vấn đề mỡ thừa ấy là không phải là chúng ta nhịn ăn là sẽ có thể giải quyết được vấn đề này. Thì chúng như Nhung thì vẫn phải đảm bảo việc có sức khỏe để có thể làm việc mỗi ngày từ sáng đến tối được. Thế nên là mình vẫn ăn đủ bữa. Em chào anh Theo. Cảm ơn em. Thì thực ra là dạng người của mình thì rất là dễ tăng cân, chứ không phải là khó tăng cân như là các bạn nghĩ đâu. Thế nên là mọi người cứ thấy là mình kiểu ăn ít nhưng mà vẫn thấy mình ăn nhiều nhưng nhưng mà vẫn kiểu đảm bảo được cân nặng ấy. Thì do là một tháng gần đây mình có sử dụng sản phẩm kem massage tan mỡ của công ty dược mỹ phẩm Ngân Bình. Đó, một tiết kem như thế này. Giá thì rất là rẻ thôi, có 180.000 thôi, giá in trên bao bì sản phẩm luôn các bạn ạ. Thế nên là không sợ mình bị mua đắt đâu. Tại vì nhá, Nhung thì kiểu Nhung luôn là rất là ít thời gian để có thể chăm lo được vấn đề vóc dáng. Thế là mình rất là ít tập luyện. Ví dụ là thời gian gần đây thì mình có thử tập yoga 2 buổi, nhưng mà mình cảm thấy đau quá nên mình lại thôi, mình không tập nữa. Đó, rất là lười nhưng mà lại muốn ăn nhiều. Thực ra thì vấn đề mỡ thừa là không chỉ là các bạn nữ cảm thấy sợ vấn đề thừa mỡ của cơ thể, mà thậm chí là các bạn nam cũng thế. Tại vì bây giờ nhu cầu chung của mọi người là ai cũng muốn làm đẹp cả. Kể cả nam giới hay là nữ giới thì đều muốn làm đẹp. Do đó là mình cảm thấy là một cách rất là đơn giản, dễ dàng, dễ thực hiện. Đó là dùng kem tan mỡ. Em chào chị Liên. Cảm ơn chị nha. Kem này thì rất là tiện dụng nha các bạn. Tại vì kem tan mỡ này thì không những là giúp chúng ta làm tan mỡ vùng bụng, mà thậm chí có thể giúp chúng ta làm tan mỡ ở các vùng thừa mỡ khác, giống như là phần bắp tay hoặc là bắp đùi. Tóm lại là bất cứ chỗ nào mà chúng ta cảm thấy thừa mỡ là chúng ta có thể bôi kem này lên. Rồi hiệu quả thì cũng không được nhanh
gọn lẹ như là kiểu các mỹ phẩm mà hay được quảng cáo gần đây như kiểu sẽ kiểu làm tan mỡ ngay lập tức đâu. Tại vì thực sự là khi mà mình sử dụng dược mỹ phẩm để giảm mỡ thì mình vẫn phải đảm bảo cái vấn đề là sản phẩm này nó có các thành phần như thế nào, có làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình không. Ho gì ạ? Tại vì tuy đẹp nhưng mà mình vẫn phải đảm bảo sức khỏe nha. Thì đây là tip thứ hai mình sử dụng rồi. Không chỉ mình dùng mà thậm chí là mẹ mình cũng dùng luôn. Mẹ mình rất là khen sản phẩm này. Chào Thư, em chào chị Minh ạ. Thì ở đây có trên bao bì sản phẩm. Em chào anh Thanh. Trên bao bì sản phẩm thì có ghi phần công dụng của sản phẩm này là giúp làm săn chắc và thon gọn vùng da eo, bụng dưới, mông, đùi, cánh tay, đa số các phần thừa mỡ trong cơ thể luôn. Và thậm chí là bên cạnh đó thì còn giúp cải thiện tình trạng sần da vỏ cam, giúp dưỡng ẩm cho da, giúp da mịn màng, săn chắc. Ở hộp này thì em có thể thấy là tuýp kem này rất là to. Với mức giá 180.000 mà trời ơi, cái tuýp to dã man luôn. Mà mỗi lần mình bóp ra sử dụng thì cũng không phải bóp nhiều đâu. Thế nên là chị cảm thấy là cái tuýp này có thể dùng được rất là lâu. Có thể là 1 tháng luôn á. Chị dùng là 1 tháng nhưng mà chị dùng chung với mẹ chị. Cảm ơn chị Hiền ạ. Đó thì sản phẩm này thì chúng ta phải lưu đến cả phần chiết xuất của nó nữa. Thì chiết xuất đều là các thành phần tự nhiên như là gừng, ớt, tiêu, dầu hạnh nhân, dầu ô liu, vitamin E, vitamin B5 kết hợp với cả các loại thảo dược khác giúp cho cơ thể trở nên thon gọn, săn chắc và tăng tính đàn hồi cho da hơn. Thì không biết mọi người cảm thấy thế nào chứ kiểu mình mở ra mình ngửi sản phẩm này là mình thấy cái mùi thảo dược của cái sản phẩm mà mình dùng từ ngày xưa ấy. Tại vì hồi bé là mình hay phải đi châm cứu, thế nên là mình có kiểu người ta hay sử dụng các cái loại dầu mà người ta bôi lên các cái huyệt để châm cứu ấy. Thì bôi những cái dầu đấy lên huyệt là đợi một lúc là cái huyệt của mình nó sẽ tự nhiên nóng lên. Nó nóng lên thì xong rồi mình châm cứu thì sẽ cảm thấy đỡ đau hơn và cảm giác hiệu quả hơn ấy. Thì cái sản phẩm này nó không những là có mùi giống như sản phẩm đấy luôn. Cái mùi của nó rất là giống cái sản phẩm bấm huyệt đấy, mà thậm chí là cái tác dụng của nó thì cũng tương tự ấy. Thì khi mà mình bôi một lượng kem này lên phần tan mỡ, à trên phần da mà có mỡ, thì là tầm 10 phút đến 20 phút là cái phần vùng da nó sẽ nóng lên. Và cái sự nóng này chính là cái lúc mà sản phẩm nó phát huy hiệu quả ấy. Và sau đó thì nếu mà sau đó một thời gian mình sử dụng thường xuyên ấy, cứ một ngày là mình bôi kem thế tầm 1 đến 2 lần, thì dần dần là cái vùng da của mình nó sẽ bớt đi được mỡ thừa. Thực sự mình rất là lười tập luyện luôn á. Mọi người mà chơi với Nhung thì sẽ biết là chưa một ai lười như Nhung luôn. Mà lại còn ăn lắm nữa chứ. Kiểu đã lười lại còn ăn lắm. Mà lại còn làm người mẫu, một tấn bi kịch. À, thế ạ, em cảm ơn anh Dân. Đây nha, mình sẽ bóp thử một chút kem cho mọi người xem. Đây, vùng kem nó màu vàng vàng như này do là nó có chiết xuất từ gừng và ớt á. Thành phần có đề trên này nha mọi người ơi. Thành phần bao gồm chiết xuất từ gừng, ớt, tiêu, dầu hạnh nhân, dầu ô liu, vitamin E, vitamin B5 kết hợp với cả các loại thảo dược khác, có vừa tăng tính đàn hồi cho da, tức là tuy tan mỡ của mình nhưng mà vùng da sau khi tan mỡ xong thì nó sẽ kiểu đàn hồi và nó sẽ căng lại nhá. Ôi là mẫu ảnh nhưng mà vừa lười vừa ăn lắm thì phải có bí kíp em ạ. Mình sẽ bôi thử một phần kem lên phần vùng da dưới cánh tay cho mọi người xem. Đó. Ôi mình bôi hơi nhiều. Xong rồi chỉ cần một phần rất là nhỏ thôi xong rồi xoa đều ấy. Thì sẽ đợi từ 10 đến 20 phút thì vùng da này nó sẽ tự động nóng lên nhá mọi người nhá. Nó sẽ nóng lên trong vòng 10 đến 20 phút và sau đó thì sản phẩm nó sẽ phát huy tác dụng, nó sẽ làm tan cái phần mỡ thừa.
Thực ra thì chị cảm thấy là sản phẩm này nó dùng cũng khá là nhanh, rất nhanh có hiệu quả. Dùng tầm liên tiếp tầm 2 tuần đến 1 tháng là mình đã thấy hiệu quả rồi. Em cảm ơn chị Linh. Nam cũng dùng được nha, tại vì mình cảm thấy là cái việc làm đẹp ý, ai cũng phải có ý thức để làm đẹp. Kể cả là nam giới hay là nữ thì đều phải có ý thức làm đẹp hết. Làm đẹp là tốt cho mình mà, mình phải tự yêu bản thân mình chứ. Giá sản phẩm có in trên bao bì luôn nhá, là 180.000, rất là rẻ thôi. Mình vì giá sản phẩm in luôn trên bao bì rồi, thế là mình cũng không sợ là mình sẽ bị kiểu mua sản phẩm với một mức giá đắt hơn ý. Mặc định là 180.000 một trong một tuýp kem to ơi là to như thế này luôn. Mình có thể dùng được đến tận 1 tháng nha. Tất nhiên là phải chăm tập gym rồi, những mọi người mà chăm tập gym thì chắc chắn là body sẽ đẹp. Nhưng mà như Nhung cảm thấy ý, là con gái mà tập gym thì có khi là sẽ bị già nhanh đúng không mọi người? Tập yoga thì sẽ chảy lâu hơn, nhưng mà nó sẽ phải rất là chăm thì mới phát huy được hiệu quả. Nhưng mà mình thì rất là lười, thế là mình chọn luôn sản phẩm này. Chị không giảm cân em ạ, chị chỉ tan mỡ thôi. Kem này là chị dùng 1 tháng rồi, cả chị với mẹ chị đều dùng nha. Mọi người muốn biết chỗ mua sản phẩm này hoặc là biết thêm các thông tin về sản phẩm thì có thể liên hệ chị Ngân nhá. Mình đã tag chị Ngân vào livestream này rồi, mọi người có thể liên hệ được chị Ngân nhá. Mình dùng 1 tháng rồi nha Phương Ly ơi. Cảm ơn mọi người ạ. Một tip này dùng được rất là lâu, mình với mẹ mình hai người mà dùng 1 tháng mới hết có một hộp thôi. Nếu mà mọi người chăm chỉ thì có thể tập gym, nhưng mà mình thì rất là lười, mình chỉ muốn ăn và chơi thôi mà vẫn muốn dáng đẹp. Mình có thể cho mọi người xem vòng eo của mình được cải thiện sau khi mình sử dụng sản phẩm nhá. Đây. Đó. Nếu mà mọi người muốn tan mỡ vùng eo thì vẫn có thể làm tương tự là lấy một tuýp, lấy một chút sản phẩm và bôi vào vùng eo của mình. Đó. Xoa sản phẩm đều như vậy thì một thời gian 10 đến 20 phút là vùng bụng của mình sẽ nóng lên ý. Sau 1 tháng sử dụng sản phẩm thì vòng eo của chị giảm được tầm 7cm mọi người nhá. Hiện tại thì eo của Nhung là 60, tròn 60. Đó, mình xoa sản phẩm như vậy thì sản phẩm sẽ nóng trong tầm 10 đến 20 phút. Một ngày mình xoa tầm 2 lần, từ 1 đến 2 lần rất là nhanh thôi, cũng không tốn nhiều thời gian để chăm sóc ấy. Đó, thì rất là nhanh, thay vì tập gym thì mình lựa chọn sản phẩm kem massage Slimming Cream của công ty dược mỹ phẩm Ngân Bình. Rất là nhanh, có hiệu quả luôn. Mà lại còn rất thích hợp với cả những người lười như mình nữa. Một tuýp kem này rất là to nha mọi người. Ở đây có ghi thể tích là tận một có ghi khối lượng là 150g. Dùng rất là lâu, 1 tháng mới hết mà giá chỉ có 180.000 thôi, cực kỳ rẻ. Đó, rất là đơn giản, chỉ cần bôi vào các vùng da có mỡ thừa ấy, rồi chờ từ 10 đến 20 phút. Tại vì nhá, cái sản phẩm này có mùi thảo dược, mùi cao thảo dược rất là thơm. Khi mà mình sử dụng sản phẩm này thì mình cảm giác được thư giãn ấy, chứ không phải là cảm giác mình phải chịu đựng một cái gì đấy cả. Mình cảm giác vô cùng thư giãn khi mà mình sử dụng sản phẩm này. Kiểu sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi về, cảm giác được thư giãn, được kiểu massage body mà vẫn được đẹp lên ý. Cảm giác rất là happy. Xin chào Hương. Đó, một cách rất là đơn giản để có được body như ý mà Nhung, một người lười như Nhung cảm thấy rất là hợp. Mọi người thực ra cách sử dụng cũng rất là đơn giản thôi, chỉ cần bôi một lượng kem vừa đủ, một ngày từ 1 đến 2 lần và chờ trong vòng 10 đến 20 phút, rất là enjoy, rất là thư giãn thôi, là một người đã có một body rất là đẹp rồi.
sản phẩm thì các thành phần đều là chiết xuất từ thiên nhiên hết, thế nên là mọi người có thể cảm thấy cực kỳ an toàn nhá. Tại vì mình cảm thấy là trên thị trường hiện tại thì có nhiều sản phẩm giúp đốt mỡ rất là nhanh, nhưng mà thành phần thì lại kiểu không được thân thiện với sức khỏe, không được tự nhiên. Thế nên là mình đã phải tìm hiểu rất là kỹ và mình đã lựa chọn sản phẩm kem massage từ chiết xuất từ gừng mỡ từ thiên nhiên như thế này. Thì bên trên đây cũng ghi là mỹ phẩm thiên nhiên nhá. Tại công ty dược mỹ phẩm Ngân Bình là một công ty rất là có uy tín, chuyên sản xuất các sản phẩm từ tự nhiên hết á. Thế nên là mình cảm thấy là mình cực kỳ yên tâm khi sử dụng sản phẩm này. Nếu như mà sản phẩm mà vừa có hiệu quả mà lại có thành phần tự nhiên tốt như vậy thì tội gì không dùng, đúng không? Mà giá lại còn cực kỳ rẻ, nó có 180.000 cho một tuýp to hay là to. Và thậm chí nhá, sản phẩm này còn có tặng trong cái hộp đựng kem massage này còn có tặng kèm một thước dây. Thước dây như này. Cảm ơn Đông nha. Một thước dây như này để chúng ta có thể đo được sự tiến bộ của bản thân sau khi sử dụng sản phẩm ấy. Đây thì mình một thời gian sử dụng sản phẩm xong là mình sẽ đo kiểu công ty cực kỳ có tâm tặng sản phẩm, tặng luôn cả thước dây để mình biết được là cái hiệu quả của sản phẩm đến đâu ấy, thì mình dùng xong là mình có thể kiểm chứng luôn được hiệu quả của sản phẩm. Đo của chị là 60 nha. Đây, sẽ đo cho mọi người xem. Đó. Không biết đo như vậy có đúng không, mình cứ đo bên trên một chút cho tự tin hơn. Thì sau khi sử dụng là vùng eo của mình đã giảm rất là đáng kể rồi, tuy bây giờ vẫn còn một chút mỡ do mình vừa ăn tối xong. Cái này không tránh được nha. Vừa đo rồi, thậm chí là khi mà mình có cái dây này ấy, mình còn có thể đo được các vùng khác như là vùng bắp tay, bắp đùi, tất cả các vùng mà có nhiều mỡ là mình có thể tự đo được. Đó. Nên là mình có thể tự đo được và tự kiểm chứng được là hiệu quả của sản phẩm đến đâu ấy. Công ty cực kỳ có tâm luôn, mua một tặng hai. Kiểu không sợ là khách hàng sử dụng xong là cảm thấy không có hiệu quả, xong rồi kiểu cảm giác disappointed về sản phẩm đâu. Cực kỳ là có tâm nhá, tặng luôn để mình biết được là sản phẩm hiệu quả đến đâu, mình có thể mua tiếp thứ hai hay không ấy. Cố gắng giữ vòng eo 60 thôi. Chào Bông Ánh nha. Hôm trước chị lại đi ăn ở chỗ quán chèm hôm trước bọn mình ăn đấy. Đúng luôn. Thực ra thì nếu mà Nhung vẫn cảm thấy là khi mà mọi người đi tập gym hay là tập yoga ấy, mà muốn là có một hiệu quả về body tốt nhất thì vẫn có thể kết hợp sử dụng các sản phẩm tan mỡ như thế này. Thì mình vừa tập mà vừa sử dụng sản phẩm thì cái vấn đề tan mỡ và có thể làm cho body đẹp hơn thì sẽ rất là nhanh, sẽ cải thiện được tốc độ để mình có được body đẹp. Thực ra chị thấy là xài càng lâu thì càng có hiệu quả thôi, bởi vì là với tốc độ ăn của mình ấy thì như kiểu như chị là chị ăn rất là nhiều, thế nên là phần mỡ thừa của chị là nó luôn có. Cảm ơn Bông Ánh nha. Thì mình sẽ thì chị sẽ sử dụng sản phẩm này thường xuyên để có thể kiểu có mỡ thừa lúc nào là tan được mỡ lúc đấy, và sẽ có hiệu quả luôn là giữ được cái body cân đối. Bởi vì công việc của chị là mẫu ảnh ấy, thế nên là chị không thể mà kiểu thừa mỡ được, như thế sẽ không ai book đi chụp cả đâu. Đó thì cả các bạn nam cũng dùng nha, tại vì anh của mình cũng dùng sản phẩm này luôn. Anh của mình kiểu có body 6 múi rất là đẹp, nhưng mà vẫn sử dụng sản phẩm này để chúng ta có được một giữ được cái body của mình thật là cân đối hơn, có hiệu quả nhất. Mình cảm thấy là đối với cả nam cả nữ thì đều có mỡ thừa cả, và cái mỡ thừa này nó không những là kiểu gây mất thẩm mỹ mà nó còn kiểu có tác dụng xấu đến cơ thể của chúng ta, có tác dụng xấu đến sức khỏe ấy. Thế nên là ai thì cũng muốn là có một body cân đối và một sức khỏe tốt, để mọi người nhìn vào là mọi người cảm thấy là chúng ta là có tràn đầy sức sống rồi.
Thế nên là việc đốt mỡ thừa là việc luôn luôn là phải thực hiện được. Mọi người có thể sử dụng nhiều cách để đốt mỡ thừa như là đi tập gym, đi tập yoga, nhưng mà như mình bảo thì mình rất là lười. Ơ, đùa, kiểu chị thích ăn tinh bột lắm nên mà chị không thể kiêng được cái kiểu ăn bánh mì suốt ngày ấy, ăn cơm ăn bánh mì làm sao mà kiêng được tinh bột. Thế nên là phải có cách khác để giúp chúng ta giảm mỡ thôi. Khi mà sử dụng sản phẩm này thì cứ ăn tinh bột thoải mái thôi mà mình vẫn giữ được body đẹp nhá. Cảm ơn Loan. Sau khi kết thúc livestream thì chị sẽ add Facebook mọi người nha. Không cần phải lo đâu, chị sẽ xem một list rồi chị sẽ add danh sách dần. Em chào anh Điệp ạ. Đó thì sản phẩm được đựng trong cái hộp như thế này. Sản phẩm kem này và tặng kèm một thước dây như thế này có đặt trong chiếc hộp. Rất là đẹp luôn mà nhỏ gọn nhá. Mình đi du lịch mình cũng có thể mang theo, nó cũng chỉ giống như một tuýp kem chống nắng thôi. Cảm ơn anh Minh ạ. Nhưng mà có một chút chú ý cho mọi người nha, là khi mà mọi người dùng sản phẩm này ý, thì mọi người sẽ không được là bôi lên các vùng da hở, như là kiểu mình bị thương ở đâu thì mình không được bôi lên đấy, với cả không được bôi lên mắt nha. Nó sẽ cay đấy, tại vì sản phẩm là tạo ra cái kiểu tác dụng là sẽ khiến cho vùng da của chúng ta nóng lên và làm tan mỡ ấy. Thế nên là nếu mà bôi vào vùng da hở, vết thương hở hoặc là bôi lên mắt thì sẽ chắc chắn là rất là đau. Nhưng thì chưa bị như thế bao giờ, nhưng mà mọi người chú ý là đừng bôi lên vết thương hở và bôi lên mắt nha. Đó thì kiểu hồi bé mình hay đi châm cứu ấy, thực sự là cái kem này giống hệt cái kem hồi bé luôn. Kiểu bôi lên cho nó sẽ nóng nóng gian gian ấy, mình cảm giác là cái phần mỡ ở trên vùng da mà mình bôi kem nó sẽ kiểu được đốt đi, và cảm giác là sau đó thì mình cảm thấy như kiểu một thời gian mình sử dụng mình cảm thấy là người nhẹ nhõm hẳn luôn, tại vì mỡ thừa của mình đã được đốt hết rồi. Gần đây thì mình cũng có tập yoga nhưng mà mình cảm thấy kiểu mới tập, chắc là mới tập nên là cảm giác rất là đau. Thế là vẫn phải sử dụng sản phẩm giúp tan mỡ. Mọi người chỉ cần một phần bé tí tị thôi là có thể bôi lên một vùng da rất là rộng rồi. Ôi chết rồi, hôm nay có lịch học mà nhưng không đi. Lại ngồi đây livestream với mọi người rồi, trời ơi. Buồn quá, con dân học dốt lại còn lười. Nhưng mà mình sẽ kiểu rất là hạnh phúc nếu như mà mọi người dành thời gian để lắng nghe mình trong cái livestream này, bởi vì thực sự là Nhung rất là bận. Không phải lúc nào cũng kiểu có thời gian để mà dành để chia sẻ với mọi người ấy. Thì mọi người hỏi mình nhiều quá về cái sản phẩm mà giúp mình có một cái body cân đối, bởi vì ai cũng biết là mình rất là lười tập thể dục mà lại ham ăn nữa. Thế nên là thực sự là Nhung đã dùng rất là nhiều kiểu nỗ lực để có thể bật livestream ngày hôm nay. Bỏ hẳn một buổi học luôn mọi người ạ. Mình đã phải bỏ luôn một buổi học diễn viên ở đài truyền hình để có thể ngồi đây livestream với mọi người. Chị Hoa ơi, mẹ em cũng đang dùng cái tip này đấy. Có gì chị bảo mẹ em nhá, rồi mẹ em với chị cùng đi mua. Tại tip này em đang dùng mất rồi. Em chào chị Trang. Ôi bây giờ mới có nhiều người xem quá. Thật là happy. Đó, thì bí quyết của mình đơn giản lắm, chỉ có như vậy thôi. Một sản phẩm vừa có hiệu quả mà lại có các thành phần đều từ thiên nhiên hết, rất là an toàn. Kiểu mình không sợ là mình dùng xong cái vùng da để nó sẽ bị kích ứng mẩn đỏ hay gì đâu. Thực sự là nó rất là tốt với cả nó rất là kiểu thiên nhiên ấy, thế nên là nó sẽ không có tác hại xấu gì đến da. Vâng ạ.
Chị Hoa có gì chị liên hệ với mẹ em để hai cô cháu cùng đi mua nha. Ôi kiểu mình đúng kiểu một con lười, lười tập thể dục thể thao nên là phải kiểu luôn luôn mày mò tìm kiếm các sản phẩm giúp kiểu bổ sung những cái khiếm khuyết của bản thân ấy. Chào chú Sa, em đang ở đâu đấy Sa ơi? Kiểu cả mình, cả mẹ mình, cả anh mình cũng dùng sản phẩm này, thế nên là cả trai cả gái đều sử dụng được nha mọi người ơi. Tại vì nó còn cả trai gái đều phải làm đẹp mà, với cả, cả khi mà mình dùng cái kem tan mỡ này ấy, thì mình có thể làm giảm được mỡ không chỉ ở vùng bụng mà có thể bất cứ vùng nào thừa mỡ thì mình đều có thể làm tan mỡ được hết. Bởi vì khi mà giống như các bạn tập gym ấy, thì mọi người sẽ biết là để mà tan mỡ vùng bụng là mình sẽ phải tập theo một cách khác, mà tan mỡ vùng bắp tay hay bắp đùi thì mình sẽ phải tập theo một cách khác nữa, rất là mệt, rất là cực luôn. Nhung thì Nhung rất là lười, mình không vào tập gym cả, thế nên là mình cảm thấy là sản phẩm này ấy, chúng ta bôi vào bất cứ chỗ nào, bắp đùi, bắp tay, bắp chân hoặc là vùng bụng thì đều có thể giúp tan mỡ được. Trời ơi, chú sao với Linh thì đang ăn mì cay hả? Nhớ hai đứa quá, muốn được đi chơi. Thực ra ấy, thì là vấn đề tập gym ấy cũng là để cho chúng ta duy trì được cái vóc dáng của bản thân thôi. Thế nên là mình thấy tập gym là rất tốt, nhưng mà chẳng qua là mình rất là lười, thế nên là mình phải sử dụng các biện pháp khác. Nếu mà mình chăm hơn thì một ngày nào đó mình sẽ đi tập gym. Đó thì sản phẩm này là mình được chị Ngân tặng, mình có tag chị Ngân vào cái livestream này rồi. Chị Nguyễn Thị Ngân thì khi nào mà mọi người muốn trải nghiệm sản phẩm này hoặc là muốn hỏi xem là mua sản phẩm này ở đâu ấy thì có thể inbox chị Ngân để biết thêm thông tin chi tiết nha. Chào Ngọc. Thực sự là hôm nay Nhung rất là bận luôn, nhưng mà mình đã rất là cố gắng để có thể livestream cho mọi người sản phẩm này, vì rất nhiều người hỏi rồi, cực kỳ nhiều người hỏi là hỏi luôn, tại vì vừa nãy em đứng cho mọi người xem tan mỡ vùng bụng rồi, nhưng mà mọi người cứ không để ý ấy. Mọi người có thể sau livestream này em sẽ đăng lên thì mọi người có thể tua lại nha. Chai ô. Đó thì kiểu mình nghĩ là mọi người sử dụng sản phẩm này thì đều cảm thấy nó có hiệu quả rõ rệt luôn, tại vì mọi người đều có thể đo thử bằng cái thước dây mà hãng tặng tặng kèm ở trong cái hộp kem massage này luôn. Bởi vì mình phải kiểu dùng xong mình đo luôn, mình cảm thấy là có hiệu quả ấy, thì mình mới mua tiếp theo chứ, đúng không? Còn bây giờ đo xong mà cảm thấy không hiệu quả thì làm sao mình mua tiếp nữa được. Thế nên là khi mà mình thấy mọi người xung quanh mình rất là tin dùng sản phẩm này ấy, thì chắc chắn là mọi người đều kiểm tra được là dùng cái thước dây có thể kiểm tra được là mình tiến bộ như thế nào rồi. Thế nên là thấy là sản phẩm nó rất là có hiệu quả, cũng tương đối nhanh, tầm một tháng là có thể đốt được, mình là một tháng là mình có thể đốt được vòng eo của mình giảm đi 7 cm rất là nhanh luôn. Ôi nhiều người xem livestream quá, thật là hạnh phúc. Không biết mọi người có ai đang tập yoga hay tập gym không nhỉ? Ôi lâu lắm không gặp Bin. Hôm nào em sắp xếp thời gian rồi bọn mình đi chơi nhá chị Hoa. Ui thực sự là hôm nay cảm thấy rất là tội lỗi vì mình đã bỏ mất một buổi học để ngồi đây livestream. Bạn bè trong lớp đang comment là sao không đi học. Mình hy vọng là sau cái chia sẻ này của mình thì mọi người đã có thêm một bí kíp để có thể giúp bản thân
đẹp hơn. Bởi vì thực sự là con gái hay con trai đều phải có ý thức làm đẹp ý. Khi mà mình có một body đẹp hoặc là một khuôn mặt đẹp thì mình sẽ có lợi thế hơn rất là nhiều. Chúng ta phải có ý thức để làm đẹp mỗi ngày. Thì mình cảm thấy là để mà có một cái vóc dáng chuẩn nhất, và đối với một người như mình, một người lười như mình, và mình biết là có rất nhiều người lười như mình, thì chúng ta có thể sử dụng kem tan mỡ này là một biện pháp rất là nhanh để có thể đốt được mỡ không chỉ vùng bụng mà còn các vùng khác như là bắp đùi, bắp tay đều đốt mỡ rất là nhanh. Thì rồi cuối cùng là trông một cái body là chúng ta có thể thấy được là không có chỗ nào có mỡ thừa nhiều quá cả. Sếp ơi, cái gì to ạ? Chị cái này thì chị được chị Ngân tặng nhá. Chị Ngân mà chị có tag vào cái livestream này này, thì nếu mà mọi người muốn tìm địa chỉ để mua sản phẩm này thì hãy liên hệ chị Ngân để biết thêm thông tin chi tiết nha. Mình nghĩ là chắc là gia hiệu thuốc thì cũng có bán thôi, tại đây là dược mỹ phẩm mà. Đó thì các thành phần của kem massage này đều từ thiên nhiên hết, thế nên là chúng ta không lo là da bị kích ứng gì đâu nha. Tại vì một cái điều lo lắng mà mọi người hay lo lắng nhất đây là khi mà mình bôi kem xong da sẽ bị mẩn đỏ lên, mụn, hay là kiểu tức là chưa tính đến việc mà có giảm được phân nào vùng tan mỡ không, mà kiểu cứ cảm thấy là lo lắng xem là mình dùng xong mình có bị kích ứng không đã ấy. Thì sản phẩm này nhá, không hề bị kích ứng đâu. Tại vì khi giả dụ là mọi người lười bôi đi, nhưng mà một ngày mọi người bôi một lần xong rồi về xong mọi người quên mất ấy, thì có thể là sản phẩm chưa có hiệu quả, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không kiểu khiến cho mọi người cảm thấy là nó bị mẩn đỏ hay là bị đau rát gì cả. Cái điểm mình thích nhất ở sản phẩm chính là việc mà chúng ta có thể bôi lên các vùng da khác nhau, như là vùng bắp tay, bắp đùi. Tại vì cơ bản là mình cũng là một người có bắp tay khá là to ấy, cũng có tích mỡ phần bắp tay nữa, thế nên là mà mình cũng không biết phải tập làm sao để mà giảm mỡ vùng bắp tay luôn. Không biết là có mọi người có ai giống như mình không, nhưng mà đó thì không biết là tập sao để cho giảm mỡ vùng bắp tay. Nhưng mà mình có thể sử dụng cái kem này ấy, chỉ cần bóp kem ra xong rồi bôi lên như vậy, xong rồi đợi 10-20 phút mỗi ngày thôi là cảm thấy vùng bắp tay nó đã bớt, nó đã tan mỡ bớt đi rồi. Rất là hiệu quả, rất là thích luôn. Hôm nay mình đang mặc một bộ đồ tập yoga vì mình đã cảm thấy là quá tội lỗi với bản thân, nên là đã đi tập yoga thử một buổi nữa, nhưng mà cuối cùng là vẫn cứ là đau quá và cảm thấy là lười đến phòng tập ấy, thì về nhà mình lại bôi kem này. Cảm giác không tập nhưng mà vẫn có một cái gì đấy giúp mình cảm thấy là mình tan mỡ được trong ngày luôn. Tại vì kiểu mỗi ngày thì chắc chắn là ai cũng ăn rất là nhiều, và mình thì không có kiêng khem gì hết như là mọi người. Các bạn mẫu khác thì các bạn thì có thể là ăn ngũ cốc hay là ăn các loại hạt để cho kiểu vừa no mà lại kiểu không tốt cho sức khỏe và kiểu không có mỡ thừa ấy. Nhưng mà mình thì cái gì mình cũng ăn hết. Mình ăn kiểu mỡ mình còn thích ăn, mình ăn nhiều thịt, nhiều mỡ, nhiều tinh bột luôn. Thế nên là kiểu ăn cho sướng mồm ấy. Tại vì kiểu mình cảm thấy là kiểu trên đời một niềm vui sướng nhất chính là được ăn, mà kiểu cảm giác nếu mà kiểu đi làm mà không được ăn thứ mình thích ý, cảm giác rất là khó chịu luôn. Thế nên là để mà có thể khắc phục cái việc nhiều mỡ thì chúng ta chỉ có thể dùng kem tan mỡ là biện pháp tốt nhất và nhanh nhất thôi. Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải lựa chọn được một sản phẩm thực sự có hiệu quả để có thể đồng hành cùng chúng ta trên con đường làm đẹp mà không sợ là sẽ kiểu gây tác hại xấu đến bản thân ấy. Sản phẩm này cực kỳ hiệu quả luôn, mình dùng một tháng mà giảm được 7cm vùng bụng rồi. Kiểu đi chụp mọi người đều khen. Thích ơi là thích luôn ý. Sản phẩm này là mình được chị Ngân tặng nha. Chị Ngân, Nguyễn Thị Ngân, mình có tag chị Ngân vào trong livestream này rồi. Mọi người muốn mua thì có thể inbox hỏi chị Ngân giúp mình nhá.
Tại vì như Nhung thì mọi người hay kiểu yêu quý và gửi cho mình các sản phẩm mỹ phẩm để mình dùng thử xem là có hợp với bản thân mình không. Tại vì mình là một người rất là kén chọn, không phải là sản phẩm nào mình cũng dùng được. Mình da mình rất là dễ bị kích ứng luôn. Thế nên là mình phải kiểu chọn các sản phẩm mà thành phần đều từ thiên nhiên hết thì mình mới dám sử dụng ấy. Và mình dùng thử phải một thời gian sau thì mình mới dám lên đây review cho mọi người xem. À có chị Nguyễn Ngân đã... chị Nguyễn Ngân là đại lý của công ty nha. Mọi người ơi, mọi người có thể liên hệ chị Ngân giúp mình nha. Kiểu mình thấy sản phẩm này giá rất là rẻ thôi, có 180.000 cho một tip rất là to như thế này. Nếu mà mọi người kiểu vẫn chưa biết được là sản phẩm có kiểu mang lại hiệu quả lớn hay không ấy thì mọi người có thể mua về dùng thử thôi, nó cũng chẳng đáng bao nhiêu cả, chỉ có 180.000 cho một sản phẩm to như thế này. Mình cứ mua về mình dùng thử thôi, có hiệu quả thì là mình sử dụng tiếp, còn nếu không phù hợp với bản thân mình thì mình có thể lựa chọn một sản phẩm khác. Nhưng mà như Nhung thì Nhung cảm thấy là sản phẩm này rất là hiệu quả đối với Nhung, thế nên là mình đã mua tiếp này tiếp thứ hai rồi. Mình dùng xong thì mình có thể kiểm chứng luôn tác dụng bằng cái thước dây mà hãng tặng. Tại vì sản phẩm cũng không phải là quá đắt ý, thế nên là bất cứ ai cũng có thể mua về để dùng thử được. Chỉ có 180.000 cho một tip rất là to như thế này, dùng được hẳn một tháng luôn. Thì trong một tháng đấy mình nghĩ là các bạn mà dùng trăm ấy, từ một ngày mà mình bôi từ 1 đến 2 lần, dùng trăm như vậy thì là sẽ có kiểu trong một tháng sẽ cảm thấy là có hiệu quả luôn. Thế nên là dùng một tip như thế này, dùng xong mình sẽ cảm thấy là sản phẩm có tác dụng tốt với bản thân của mình hay không. Có chị Nguyễn Ngân đã... Chị Nguyễn Ngân là đại lý của công ty mỹ phẩm Thiên Nhiên Ngân Bình nha. Chị vừa comment livestream của mình. Thì các bạn có muốn mua sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với chị Ngân nhé. Cảm ơn Hương. Chào Ngọc, em học xong chưa? Ngọc Ánh, học xong chưa em? Trời ơi, trốn học để ra đây livestream với mọi người này. Các bạn cùng lớp đang xem livestream của mình buồn quá. Đó thì lấy những gì mình muốn nói về sản phẩm thì mình cũng nói hết rồi. Ngoại trừ việc đợi chút mình sẽ ghim bình luận của bạn Ngân nha. Mọi người ơi, mình đã ghi bình luận của chị Nguyễn Ngân là đại lý của công ty mỹ phẩm Thiên Nhiên Ngân Bình nha. Mọi người có muốn là mua sản phẩm hoặc là muốn biết thêm thông tin chi tiết gì về sản phẩm và muốn trải nghiệm sản phẩm ấy thì có thể liên hệ với chị Ngân nha. Mình đã ghi comment của chị Ngân ở dưới livestream này rồi. Mọi người có thể liên hệ chị Ngân giúp mình nha. Rất nhiều bạn từ nãy giờ, rất nhiều bạn hỏi là sản phẩm mua ở đâu rồi mà mình không biết trả lời làm sao, tại vì sản phẩm này mình cũng được tặng thôi. Mình được tặng xong mình thích quá thì mình bảo là chị ơi, chị gửi cho em một tip nữa em dùng tiếp. Đôi khi nghĩ làm mẫu cũng sướng thật. Đó thì tại vì mình thì cũng không có thừa mỡ ở nhiều vùng, nhưng mà có vùng bắp tay này, mọi người thấy không? Có thể thấy phần tay của mình có mỡ thừa, và phần bụng thì đôi khi mà mình ăn uống nhiều quá thì nó sẽ có mỡ. Thế nên là sau khi sử dụng sản phẩm này thì mình cảm thấy là phần bắp tay này nó đã bớt mỡ rất là nhiều rồi. Tại vì bình thường khi mà mình chụp hình á, mình để tay như vậy thì phần nó sẽ lộ ra phần mỡ như thế này, rất là xấu. Thế là mình đã phải dùng kem như này thì mình có thể tan được cái vùng mỡ bắp tay. Tại vì bình thường mình cũng không biết phải tập làm sao để, tức là tập gym hay là tập yoga làm sao để mà tan được cái vùng này cả. Không có gì nha. Mình nghĩ là sản phẩm này cũng bán ở hiệu thuốc. Nếu mà các bạn ra hiệu thuốc mà không thấy thì có thể liên hệ chị Ngân nhá. Mình có ghi comment của chị Nguyễn Ngân ở dưới này rồi. Có thể inbox chị Ngân để biết được chỗ mua. Hello Tú Vi.
Có mỗi ngày sau khi đi học hay là đi làm về, mọi người chỉ cần bỏ ra một tiết và bôi, giống như là bôi kem dưỡng da ấy. Bôi một phát như vậy thôi là mình sẽ cảm thấy là vùng da nó sẽ nóng lên rồi. Nó nóng lên giống như là mình bôi cái cao cao để kiểu làm châm cứu ấy. Bôi như vậy thì lúc mà cái phần da của mình nóng lên trong vòng 10 đến 20 phút là lúc mà sản phẩm nó đang phát huy công dụng của nó, sẽ kiểu làm tan mỡ thừa. Và mùi thảo dược cực kỳ thơm luôn, mình cực kỳ thích cái mùi này ấy. Này, cảm giác kiểu bôi vào rất là thoải mái, không phải là nóng rát đâu mà nóng châm chích rất là thoải mái luôn. Ôi Nhàn ơi, chị chưa mua đồ ăn để mai đi, em mua gì chưa? Thực sự là sáng mai thì Nhung sẽ đi Hạ Long để quay phim với mọi người, và bây giờ mình còn chưa sắp đồ, chưa làm gì hết, mình vẫn ngồi để livestream với mọi người tại vì mọi người hỏi nhiều quá. Thực sự là ai cũng biết là Nhung rất là lười tập tành mà cũng không có thời gian để mà tập ấy. Nhàn ơi, tí nữa em đi mua gì đấy? Chị có mua mì với cả bánh để mai mình đi Hạ Long rồi, nhưng mà chị không mua nhiều để không vác được về ấy. Đó. Sau khi mà mình sử dụng sản phẩm này thì mình cảm thấy là kiểu vùng da dưới cánh tay và vùng bụng là hai vùng mà mình cảm thấy tự ti nhất thì đều cải thiện được rõ rệt. Mình có thể biết được là cái sản phẩm nó hiệu quả như thế nào thông qua việc sử dụng cái thước đo trong này. Thì kiểu mình cứ kiểu đo như vậy thôi, kiểu một thời gian sử dụng xong lại đo, mà mình kiểu bị tò mò ấy, cứ mỗi ngày mình lại đo thì mình cảm thấy là vùng tay và vùng bụng của mình là nó sẽ giảm đi rất là rõ rệt luôn. Thế nên là mình đã mua tip thứ hai. Đó, mỗi ngày mình đều kiểu tò mò và kiểu kiểm tra ấy. Cái dây này nó tặng kèm ở trong hộp mà hộp kem massage luôn nha mọi người. Mọi người dùng kem xong là mọi người thể kiểm chứng được ngay lập tức bằng cái thước dây này. Đó, mình cảm thấy là kiểu một sản phẩm mà kiểu có quá nhiều lợi ích luôn. Giá thì rất là rẻ, có 180.000 thôi nhưng mà nó lại cực kỳ hiệu quả nha. Không phải cái gì rẻ mà cũng không hiệu quả đâu. Nếu mà mình biết cách mua mỹ phẩm ấy thì mình có thể biết được các sản phẩm mà nó giá rất là phải chăng nhưng mà chất lượng thì rất là ok. Và không phải là cái này phải tìm hiểu rất là kỹ thì mới biết được nha, chứ không phải là mình kiểu thấy sản phẩm đắt ý xong rồi mình mua về mà kiểu hợp với bản thân mình được đâu. Thì như Nhung cảm thấy là các bạn có thể sẵn sàng là bỏ ra 180.000 để trải nghiệm sản phẩm này luôn, cho bất cứ bạn nào đang có nhu cầu đốt mỡ. Bởi vì thực sự là mình thấy là ai cũng có mỡ thừa ở một số bộ phận trên cơ thể, chắc chắn là chúng ta sẽ có những phần mà chúng ta cảm thấy là không vừa ý ấy. Như Nhung cũng thế nên là mình cảm thấy là mình có thể dùng cái kem này để khắc phục, như kiểu là mình thừa mỡ chỗ nào thì khắc phục luôn chỗ đó ấy, rất là hiệu quả luôn. Mọi người có thể mua về dùng thử nha, chỉ có 180.000 thôi, nó cũng chẳng đáng bao nhiêu cả ấy. Thì mình mua về mình cảm thấy là có hiệu quả thì mình sẽ dùng tiếp. Cái này chắc là ở hiệu thuốc thì có bán, nhưng nghĩ vậy tại vì nó là dược mỹ phẩm ấy. Các thành phần thì ở đây có ghi là có gừng này, có tiêu, có ớt, đều là các thành phần mà kiểu từ thiên nhiên mà lại có kiểu công dụng về đốt mỡ ấy, công dụng giúp cho kiểu phần mỡ nó tan đi nhanh hơn và rất là thân thiện với cả cơ thể, rất là tự nhiên. Và bên cạnh đó thì còn có các thành phần như là vitamin E, vitamin B5 hoặc là dầu hạnh nhân, dầu ô liu, thì các thành phần này là các thành phần mà
giúp cho kiểu vùng da của chúng ta được cấp ẩm ấy. Tại vì khi mà tan cái vùng mỡ đi rồi thì da của chúng ta nó sẽ bị thường là nó sẽ bị rộng, bị rão, nhưng mà khi mà chúng ta dùng kem này thì cái phần da này nó sẽ kiểu đàn hồi và nó thu lại luôn. Nó sẽ không, da nó sẽ không bị dạn ấy, tại vì như mà mọi người mà giảm cân, giảm mỡ quá nhanh thì vùng da mỡ của chúng ta sẽ bị dạn ra, có những cái đường dạn ra như thế này. Thì khi mà mình dùng kem này là sẽ không có cái hiện tượng đó. Như là mình cảm thấy là có rất nhiều bạn của mình là bị dạn da vùng đùi. Đó, như là chị Trần Thị Hương có comment này là sau khi sinh xong thì bụng mỡ to. Đó. Ui, chị Hương cũng dùng sản phẩm này ạ. Thì khi mà cái vùng da của chúng ta mà nhiều mỡ quá và chúng ta giảm mỡ nhanh quá ấy, thì nó sẽ bị dạn. Có các đường dạn rất là xấu, và các đường dạn này thì là nó rất lâu mới có thể biến mất được. Khi chúng ta phải dùng rất nhiều kem dưỡng các thứ thì mới có thể biến mất được cái vùng dạn da này. Thì dùng kem, nếu mà mình tan mỡ bằng cách sử dụng kem tan mỡ này thì nó sẽ không có cái phần dạn da như thế. Cái phần dạn da đấy rất là mất thẩm mỹ, thực sự luôn. Bạn bè của mình bị dạn da rất là nhiều, nhất là cái vùng đùi ấy. Các bạn chưa sinh thì sẽ các bạn mà sinh con rồi thì có thể là bị dạn da vùng bụng. Còn các bạn chưa sinh con mà kiểu có nhiều mỡ, xong rồi chúng ta giảm mỡ một cách nhanh chóng như kiểu là nhịn ăn hay là tập gym ấy, thì là cái vùng da đấy chúng ta sẽ thon lại nhưng mà vẫn sẽ để lại các đường dạn da rất là mất thẩm mỹ. Cảm ơn chị Ngân ạ. Sản phẩm hiệu quả như vậy thì không có lý do gì mà em không sử dụng cả đâu. Thế nên là rất cảm ơn chị Ngân đã và công ty Ngân Bình đã tặng cho em tuyếp kem này để em có thể giúp cho cơ thể trở nên đẹp hơn mà kiểu không phải tập luyện quá nhiều ấy. Rất là cảm ơn chị, cảm ơn mọi người. Thì thậm chí là sản phẩm kem massage này còn giúp giảm cải thiện tình trạng sần da vỏ cam nữa. Thế nên là tất cả vùng da body của chúng ta mà chúng ta cảm thấy không vừa ý ấy, là chúng ta thể sử dụng sản phẩm này. Rất là thiên nhiên, vừa tan mỡ mà lại làm đẹp da nữa. Yêu thương mọi người nhiều. Ở trên sản phẩm này cũng ghi ở đây là tặng kèm thước dây đo chỉ số cơ thể luôn này mọi người ơi. Còn có cả chứng nhận là made with natural, là các thành phần từ tự nhiên nha. Có chứng nhận này luôn á. Thế nên là chúng ta thể yên tâm về các thành phần của sản phẩm, chắc chắn là sẽ không gây kích ứng xấu đến da của chúng ta được. Như mình có dặn các bạn rồi á, là các bạn mà có vết thương hở như kiểu chúng ta bị chảy máu hay gì thì chúng ta không nên bôi sản phẩm này nha, bởi vì nó sẽ làm nóng cái vùng da đấy và chắc là kiểu nếu mà chúng ta bôi vào vùng da bị thương hoặc là bôi vào mắt thì chắc chắn nó sẽ cảm giác rất là khó chịu. Và thậm chí là chúng ta cũng chỉ cần bôi một lớp kem rất là mỏng thôi. Bôi một lớp kem rất là mỏng thôi là nó đã có hiệu quả rồi. Và một ngày chúng ta bôi từ 1 đến 2 lần nhá, không cần thiết phải bôi quá dày đâu. Bôi quá dày đôi khi còn chưa chắc có hiệu quả bằng bôi mỏng ấy mọi người ạ. Như Nhung thì Nhung chỉ cần bóp ra tay một phần giống như kiểu hạt ngô thôi là mình đã bôi khắp vùng tay hoặc là khắp vùng bụng được rồi. Rất là kiểu không tốn quá nhiều kem đâu, rất là tiết kiệm. Nào, chúng ta với cái tốc độ sử dụng như vậy, kiểu mỗi ngày kiểu mấy hạt ngô như vậy thôi thì mình thì cái tip này dùng được rất là lâu, một tháng lận luôn. Đó, thì trên bao bì của sản phẩm cũng có ghi cách sử dụng rồi nhá. Một ngày chúng ta bôi từ 1 đến 2 lần để cho sản phẩm trong vòng 10 đến 20 phút thôi là chúng ta có thể dùng một thời gian là chúng ta có thể tan mỡ được vùng bụng rồi.
Như bên hãng có nói với mình là cam kết là tan từ 2 đến 5 cm trong một tuần sử dụng. Thực sự là đấy, thì như Nhung thì sau một tháng sử dụng, thì mình đã giảm được 7 cm vùng bụng luôn. Và thực sự là cam kết của hãng là đúng nha. Hãng cam kết luôn là giảm từ 2 đến 5 cm vùng bụng trong 2 đến 5 cm trong một tuần sử dụng sản phẩm. Nếu không thì công ty hoàn tiền 100% luôn á. Thế nên là hãng còn tặng luôn cả dây để mình có thể đo được luôn. Như kiểu hãng rất là kiểu fair play ấy. Cam kết là giảm 2 đến 5 cm trong một tuần sử dụng, nếu không thì hoàn tiền 100% mà còn tặng luôn dây để mình kiểm chứng luôn. Kiểu chắc chắn là sẽ giảm được ấy, và hãng không sợ gì hết luôn á. Thì sau khi sử dụng một tiết thì mình đã bảo chị Ngân gửi cho mình tiếp về tiết thứ hai để mình tiếp tục sử dụng. Em chào anh Kiên, anh eo ơi gì đấy. Đó thì không biết là các bạn có trong tập yoga không, tại vì mình thì cũng rất thích tập nhưng mà cảm giác đau quá à. Thế nên ở nhà bôi kem cho lành vẫn đẹp mà đỡ tốn sức. Nếu mà các bạn mà đang tập gym hoặc tập yoga ấy, thì mình vẫn có thể sử dụng sản phẩm này để hỗ trợ thêm nhá. Thì kiểu mình tập mà mình cảm thấy là nó có hiệu quả nhanh hơn ý, thì sẽ... Như kiểu Nhung thì Nhung cũng rất là nóng lòng, kiểu tập mà vẫn nóng lòng mà muốn có hiệu quả nhanh ý. Chúng ta có thể sử dụng kết hợp vừa tập gym hoặc là tập yoga và sử dụng cả kem này cũng phù hợp nhá. Thậm chí là các mẹ mà sau khi sinh bé thì chúng ta vẫn có thể sử dụng sản phẩm này luôn. Nó bởi vì thành phần của nó cực kỳ tự nhiên ấy, thế nên là chúng ta không lo là nó sẽ ảnh hưởng đến con hay là gì. Tại vì các mẹ sau khi sinh kiểu sẽ cảm thấy vô cùng tự ti về cái vòng hai của mình. Mình thì chưa sinh con thì mình cũng không biết, nhưng mà chắc chắn là các mẹ sẽ rất là tự ti về vòng hai, và chúng ta có thể sử dụng mà kiểu các mẹ sau khi sinh thì cũng không có nhiều thời gian để mà tập luyện, không có nhiều thời gian để tập yoga, tập gym để lấy lại sau vóc nhanh nhất vì còn phải trông con nữa mà. Thế nên là mình nghĩ là các mẹ sau khi sinh là sử dụng sản phẩm này là vô cùng hợp lý. Chúng ta chỉ cần bôi chăm chỉ bôi một ngày từ 1 đến 2 lần thôi và rất là thoải mái, không bị nóng rát đâu. Nóng châm chích rất là thoải mái thôi. Và sau đó thì chúng ta kiểu vừa cảm thấy được nó có hiệu quả ấy, mà chúng ta không ảnh hưởng đến các công việc khác như kiểu phải nội trợ hoặc là phải chăm con ấy. Tại vì nếu mà tập gym hoặc là tập yoga thì thực sự là các mẹ phải có người chăm con dùm cơ thì mới có thể đi tập được. Thì mình cảm thấy là sản phẩm này là phù hợp nhất với các mẹ sau sinh. Còn như mình thì mình muốn đẹp, muốn tốt cho sự nghiệp của mình hơn. Và mình thực ra là bởi vì mình lười, thế nên là mình tranh thủ sử dụng sản phẩm này thôi. Đó thì các bạn mà chăm hơn mình ý, các bạn chăm tập gym hoặc là chăm tập yoga thì vẫn có thể sử dụng kết hợp sản phẩm này. Cả nam cả nữ dùng đều ok nhá. Không phải chỉ tốt cho nữ đâu, các bạn nam cũng có thể sử dụng nhá. Tại vì nhu cầu làm đẹp là không chỉ có con gái mới có mà con trai cũng có mà. Thế nên chúng ta phải cả nam cả nữ đều phải tìm các biện pháp để chúng ta có thể giữ được cơ thể cân đối. Bởi vì tuy không kiểu khuôn mặt không được đẹp nhưng mà có body đẹp thôi là đã kiểu bao nhiêu người nhìn theo rồi ý. Các bạn nhớ nha, chúng ta sẽ sử dụng. Các bạn mà chăm tập mà kiểu chăm tập yoga hoặc là chăm tập gym ấy thì vẫn có thể sử dụng sản phẩm này để hỗ trợ thêm. Còn các bạn lười như mình thì chắc chắn là phải sử dụng tan mỡ rồi, bởi vì lười không tập luyện gì xong lại muốn đẹp. Ôi, thật là đau đầu. Đó thì mình cũng không kiêng ăn uống gì cả. Mình vẫn ăn uống bình thường, một ngày 3 bữa bình thường, sáng trưa chiều tối,
không kiêng ăn bất cứ cái gì cả, cái gì mình cũng ăn. Và kiểu vì thế nên là muốn có một body đẹp thì chúng ta phải sử dụng kem tan mỡ thôi. Mọi người ơi, kiểu đó thì đó cũng là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với mọi người rồi, về công dụng của sản phẩm và về cách sử dụng, cũng như là kiểu cách mà Nhung đã trải nghiệm sản phẩm này như thế nào ấy. Thì không biết là bây giờ mọi người có câu hỏi gì cho mình nữa không? Nếu không thì mình xin phép là dừng livestream tại đây nhá. Mọi người có câu hỏi gì không ạ? Tại vì kiểu tất cả những cái thông tin mà mình chia sẻ ấy, nếu mà các bạn không để ý livestream của mình thì có thể inbox chị Ngân để biết thêm thông tin chi tiết, hoặc là có thể đọc các đọc những cái chú ý về sản phẩm ở trên bao bì của sản phẩm. Ở trên tuýp này cũng có này, cũng có các thông tin đó, hoặc là ở trên cái vỏ hộp, hoặc là tờ giấy ở trong hộp đều có các thông tin mà các thông tin về sản phẩm mà mình đã chia sẻ nhá. Trong hộp thì có tờ thông tin về sản phẩm này, sản phẩm và kèm theo thước dây nữa. Mọi người có thể mọi người có thể đọc các thông tin trên đó nếu mà mọi người chưa chú ý đến livestream của mình lắm. Thì hôm nay mình rất là vui khi mà có thể chia sẻ với mọi người được bí kíp của mình để trong thời gian qua để mà có một body đẹp mà không tốn nhiều công sức lắm. Thì mình hy vọng là sau livestream của mình thì mọi người đã có thêm một bí kíp nhá. Cảm ơn mọi người đã xem livestream của mình. Nếu mà mọi người cảm thấy là tò mò về sản phẩm này thì có thể, nếu mà chưa biết rõ lắm, có thể inbox hỏi mình hoặc là inbox cho chị Nguyễn Ngân. Mình đã ghi bình luận của chị Nguyễn Ngân ở dưới này rồi. Mọi người có thể inbox cho mình hoặc là chị Ngân để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, cũng như là chỗ mua, hay là kiểu có câu hỏi gì đó thì có thể hỏi mình hoặc là chị Ngân nhá. Hôm nay mình rất là cảm ơn mọi người đã ở đây với mình gần một tiếng để lắng nghe mình chia sẻ với mọi người về bí kíp tan mỡ của mình nhá. Hẹn gặp mọi người lại trong livestream lần sau. Mình sẽ cố gắng là sắp xếp thời gian để có thể livestream mọi người một buổi gần nhất. Tạm biệt mọi người nhá. Bye bye, hẹn gặp lại.